Thưa quý vị, cúng tất niên cuối năm là một phong tục quen thuộc của bất kỳ người con đất Việt nào và là một phần không thể thiếu nhằm tiễn đưa năm cũ, chào đón một năm mới đầy may mắn. Và cúng tất niên được xem là một nghi lễ hết sức quan trọng cũng như là có những cái điều kinh nghị mà chúng ta cần phải tuân theo. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì tục xông đất sau thời điểm giao thừa thì cũng được xem là điều không thể thiếu và trở thành một nét đẹp văn hóa. Và để hiểu thêm về những nguyên tắc cũng như là ý nghĩa khi mà xông đất và hành lễ tất niên cho gia đình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Cũng như bao gia đình người Việt, chị Thanh Thúy rất chú trọng trong việc lễ nghĩa, nhất là cúng tất niên cuối năm. Bởi đây là dịp để con cháu tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và bày tỏ ước muốn của họ về một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Mình cũng rất là chú trọng cho một mâm cỗ có nhiều màu sắc và cũng có nhiều món ăn để cũng như là mong muốn một năm mới nó được bình an, đầy đủ và sung túc. Vì vậy cái việc mà bày biện mâm cỗ hay chuẩn bị những cái mâm cơm và những cái đồ trong ngày Tết bao giờ cũng là cái để mình ưu tiên hàng đầu và mình chuẩn bị đầu tiên trong năm. Ý nghĩa sơ khai nhất của lễ cúng tất niên cuối năm chính là để tổng kết một năm cũ đã qua và chào đón một năm mới sắp đến. Vì vậy, cúng tất niên cuối năm không chỉ đơn thuần là bày mâm cúng lên bàn thờ gia tiên. Gia đình cần phải chuẩn bị đầy đủ hương đèn, mâm ngũ quả và đặt mâm cơm tất niên đúng chỗ. Mâm cỗ cúng thì trong những cái dịp quan trọng, những ngày lễ Tết như thế này, cái sắc màu là nó phải có nhiều sắc màu và nó có, hiện nay người ta còn chú trọng còn cẩn thận hơn là có đủ các màu theo kim mộc thủy hỏa thổ. Cái ý niệm như thế cũng là để mong cầu cái ngũ phúc. Ngũ phúc là gì? Ngũ phúc là phúc lộc thọ khang ninh, tức là cầu những cái điều may mắn cho một năm mới. Năm 2024 là năm mở màn của vận chín, mà năm Giáp Thìn ấy thì nó lại một cái năm mà nó chuyển giao về vận khí. Mà trong cái thời điểm cúng giao thừa là chúng ta phải cúng vào giờ Tý. Tức là từ trong tất cả các cái sách cổ, di chỉ cổ chúng ta đều ghi rất rõ, cúng giao thừa là phải cúng vào giờ Tý, không đi chọn giờ đẹp trong cái việc cúng giao thừa, cúng khai xuân khác. Trong khoảng từ 23 giờ cho đến 1 giờ sáng là vừa cúng tiễn cái vị quan đương niên hành khiển cũ của năm Quý Mão đi và vừa đón cái vị quan đương niên hành khiển mới của năm 2024 năm Giáp Thìn đến. Bên cạnh việc chuẩn bị cúng tất niên chu đáo, đầy đủ, thì các phong tục trong ngày Tết cũng có vai trò quan trọng. Xông đất hay còn gọi là xông nhà là tục lệ đã có lâu đời ở Việt Nam. Theo quan niệm, người xông đất sẽ là người mang may mắn, tài lộc đến nhà. Vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người Việt rất coi trọng tục xông đất. Khoa học phong thủy hiện đại chứng minh mỗi vùng đất cũng có từ trường khác nhau, sẽ hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Việc xông nhà về bản chất là mang một năng lượng sinh học mới, không chỉ cho người mà còn cho cả đất đai. Vì vậy, việc chọn người xông đất không phải là cứ chọn tuổi hợp là đúng. Một vía người bằng 9 vía tuổi có nghĩa là coi trọng về cái con người đó hơn cái việc là tuổi của người đó. Cho nên đấy, chọn về con người xong thì người ta mới nghĩ đến tuổi. Và kể cả nếu tuổi không được đẹp, người ta vẫn chọn về con người trước đã. Vì yếu tố con người, cái vía của con người chiếm tới 80%. Cái việc chúng ta chọn tuổi hợp với ta và hợp với năm ấy chỉ có 20% thôi. Đấy là cái điều tiên quyết mà chúng ta nắm được nhé. Đặc điểm năm Giáp Thìn này có các tuổi Phạm Thái Tuế là tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão. Và những người thiên căn Mậu là những người hạn chế, chúng ta không nên chọn họ để xông đất xông nhà. Và những người mà nằm trong các tuổi tứ hành xung với tuổi của gia chủ cũng không nên chọn xông nhà. Theo thời gian, nhiều phong tục ngày Tết cũng có sự thay đổi phù hợp với xã hội. Tuy nhiên, xông đất vẫn được mọi người coi trọng, bởi tục lệ này không chỉ thể hiện tinh thần luôn hướng đến những điều may mắn, tốt lành, mà còn là nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam vào mỗi dịp Tết cổ truyền. Thưa quý vị, sau gần 2 năm thực hiện các biện pháp phục hồi, du lịch Việt Nam đang có đà tăng trưởng ngoạn mục, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Hình ảnh du lịch Việt Nam liên tiếp được quốc tế đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng của Tổ chức Du lịch Thế giới. Vâng, và bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, thì ngành du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như là một ngôi sao hy vọng và được kỳ vọng bứt tốc mạnh mẽ và tăng sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, đem lại doanh thu
và trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế nước ta trong năm mới. Trải qua những thời điểm khó khăn nhất sau đại dịch COVID-19, năm 2023, du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ngoạn mục, vượt chỉ tiêu đề ra. Ngành du lịch đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu. Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678.000 tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023. Tiếp đà phát triển đó, những tín hiệu khởi sắc đã đến ngay từ tháng đầu của năm 2024. Các địa điểm du lịch trên toàn quốc đã đồng loạt đón nhận lượng khách du lịch cả trong nước và nước ngoài tăng mạnh từ khoảng 30 đến 60% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tiếp tục được ghi nhận tăng mạnh. Chúng ta coi như đã có một cái câu chuyện của năm 2023, tức cái mục tiêu đặt ra và mục tiêu coi như sau đó để coi như vươn tới, thì đó là một cái kỳ vọng đầu tiên để chúng ta coi như có cái nền tảng cho cái năm 2024. Và trở với cái coi như là mong muốn những cái đang định hướng triển khai, và trên con đường triển khai đó thì visa ta vẫn được mở và cấp thêm cho những nước chưa được coi như là tiếp cận với cái coi như là hỗ trợ về visa, chính sách visa với Việt Nam. Đấy, và ngoài ra thì các thị trường, các đơn vị lữ hành thì trừ khi coi như là cái chính sách visa mở ra thì cũng phải mất một năm. Đấy, để chúng ta có truyền thông quảng bá đưa tới các thị trường. Đấy, và tiếp cận các nguồn lực mới. Đấy, thì chúng ta đã làm được tốt. Tôi thấy các tour du lịch đến Việt Nam rất thú vị, danh lam thắng cảnh của các bạn thật tuyệt vời. Rất nhiều nơi tôi đã đến và cảm thấy rất đặc biệt mà không ở đâu có được. Từ bản sắc dân tộc đến con người và phong cảnh nhiều nơi còn rất hoang sơ, trong lành. Tôi nghĩ chính sách visa điện tử của Việt Nam áp dụng cho công dân các quốc gia xóa bỏ những trở ngại trước đây và đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch dễ tiếp cận cho du khách toàn cầu. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn, có thể đến thăm nhiều địa điểm du lịch hơn. Đó sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ. Bước sang năm 2024, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đặt mục tiêu cao về phát triển du lịch. Các địa phương lớn như Hà Nội phấn đấu đón 26,5 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đón khoảng 40 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều ý kiến nhận định, các mục tiêu trên hoàn toàn có thể đạt được khi ngành du lịch Việt không ngừng chuyển mình, năng động bứt phá trong bối cảnh mới. Cái vị thế của Việt Nam ngày càng lên, điểm đến ngày Việt Nam ngày càng tươi sáng, cũng như là những cái thông tin và cái sự tìm kiếm về du lịch Việt Nam ngày càng lớn, xếp thứ 6 trên thế giới trên các cái phương tiện, trên cái nền tảng số toàn cầu đó. Như vậy thì chúng tôi dự báo cũng như là đặt ra kế hoạch 2024 này sẽ đạt trên 18 triệu lượt khách quốc tế và vượt cái mức trước dịch và hơn thế nữa. Mà không chỉ những con số mà chúng ta thấy du lịch Việt Nam thực sự chuyển mình sang một cái trạng thái mới ở cái chất lượng và đẳng cấp cao hơn, và sẽ thu hút các cái lượng khách có chất lượng cao và những cái sản phẩm du lịch cao cấp và đa dạng. Mục tiêu của du lịch Việt Nam trong năm 2024 là rất rõ ràng. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong bức tranh khó khăn chung của du lịch toàn cầu. Những thách thức này đòi hỏi toàn ngành du lịch, từng doanh nghiệp phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt rộng rãi đến thế giới, đồng thời xây dựng điểm đến mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ để tạo ấn tượng tốt, để mỗi du khách khi về nước lại muốn quay lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa.